cố phải tạm dừng chỉ ít phút ngay trước thời điểm bóng lăn ở cuộc đọ sức với Brazil cách đây ít ngày đang bị lo ngại sẽ tạo ra những hệ lụy tiêu cực cho Argentina. Rõ ràng ngoài việc mất công di chuyển đến Brazil, sự ức chế về tâm lý cũng như bị cắt mạch hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng tới 3-1 trên sân của Venezuela trước đó là rất dễ xảy ra đến với La Albiceleste. Cũng chính vì vậy mà lượt trận tới đây đã có những lo ngại cho thầy trò huấn viên Lionel Scaloni ở cuộc đụng độ với Bolivia. Về lý thuyết đây là thử thách không quá khó với Argentina khi mà trình độ họ hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Bên cạnh đó thì những lần đối đầu gần đây cũng thường xuyên có kết quả tốt khi Argentina đã thắng tới 6 qua 7 trận gần nhất. Ở trận đấu tới, Messi cùng các đồng đội còn được chơi trên sân nhà, nơi mà họ cũng đã toàn thắng trong cả hai lần tiếp đón đối thủ này. Chính vì vậy mà niềm tin cho một kết quả thuận lợi để có thể duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 7 trận của La Albiceleste là hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ có thế, sự ủng hộ còn đến từ chính phía đối diện. Cần biết rằng cho đến lúc này Bolivia mới chỉ có 6 điểm sau 8 trận và đang đứng ở tận vị trí áp chót của vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đáng lo hơn chính là phong độ thi đấu của họ khi mà từ đầu năm đến nay, Bolivia mới chỉ có được vỏn vẹn một chiến thắng sau 10 trận còn lại toàn hòa và thua. Tình hình có đang trở nên đáng báo động tính từ Copa America khi thầy trò huấn luyện viên Farias đã trải qua 4 trận toàn thua tại giải đấu này. Đến đợt tập trung tháng 9 tới đây, họ cũng chỉ có kết quả hòa 1-1 trong cuộc tiếp đón Colombia, sau đó để thua tới 2-4 trước Uruguay. Điều đáng lưu ý là Bolivia chỉ thực sự đáng ngại trên sân nhà, còn sân khách thì gần như vô hại. Bằng chứng chính là 18 chuyến xa nhà gần đây, đội bóng có biệt danh Lavender đã không có nổi một chiến thắng, thậm chí còn thua tới 15. Chính vì vậy mà cuộc đụng độ sắp tới, đa phần các dự báo đều hướng phần bất lợi vào đội bóng này và đồng nghĩa là niềm tin cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, như đã đề cập, Argentina cũng chưa hẳn đã đáng tin sau sự cố vừa rồi. Điều đó cũng đến từ diễn biến trên sàn giao dịch châu Á khi nhà cái xếp thầy trò huấn viên Scaloni ở kèo chấp 2/3/4. Nên nhớ ở lần đụng độ mới đây tại Copa America, họ còn chấp tới 2/1/2 dù chỉ là trên sân trung lập, còn so với lần tiếp đón gần nhất trên sân nhà cũng thấp hơn nhiều. Chính vì vậy, sẽ khó mà đặt niềm tin cho khả năng vượt qua thử thách của Argentina. Trên phương diện tổng bàn thắng, mức kèo nhà cái đưa ra là 3/1/4, mặc dù mức tỷ lệ này là không đến nỗi nào, nhưng so với sự cởi mở mà hai đội tạo ra ở những lần đụng độ gần đây, cũng như sức mạnh được đánh giá rất cao của hàng công Argentina lại chưa thực sự tương xứng. Trong hoàn cảnh như vậy, mốc dưới được xem như an toàn hơn ở cuộc đọ sức này.